khi đi học thì mình sẽ ăn trưa ở nhà. Hôm nay mình có bánh mì nè. Đây, mọi người nghĩ coi, có bánh mì rồi thì phải ăn với cái gì? Tất nhiên là phải ăn với cà ri rồi. Cái này là green curry của Thái, mình mua ở Muji. Bây giờ mình sẽ ráp lại xong rồi atatame. Cái này ăn siêu cay nhưng mà cực kỳ ngon luôn. Ui ui nóng. Hello, xin chào tất cả mọi người. Bây giờ là 1 giờ rưỡi thì 2 giờ mình sẽ bắt đầu đi lên trường. Tại vì 3 giờ là mình có tiết học ở trường, cho nên là mình sẽ dắt mọi người đi học cùng với mình ngày hôm nay. Mình đa số là học online, chỉ có những cái môn quan trọng thì mới lên trường thôi, cho nên là thường á ngặt nghèo lắm, kiểu giống như là một ngày ví dụ 4 tiết đi thì tiết 3 lên trường, còn tiết 1, tiết 2, tiết 4 là học online. Ui chán ơi là chán luôn mọi người. Hồi nãy mình bị trễ chuyến tàu. Vừa chạy đến nơi thì cửa tàu đóng lại. Bây giờ có nguy cơ là sẽ bị trễ học. Tại vì đến ga tàu điện xong phải đi xe buýt nữa mới đến được trường. Đây, ga tiếp theo là ga mà mình sẽ xuống để mà đi đến trường. Mọi người chuẩn bị tinh thần chưa? Chuẩn bị tinh thần để chạy á. Nếu mà không chạy là chắc chắn không kịp luôn. Thôi, tới rồi. Chạy thôi mọi người ơi. Hồi trước á, mình cứ nghĩ là vừa xuống ga tàu điện xong là bến xe buýt nằm ngay trước cửa. Nhưng mà không phải, mình phải băng qua một cái con đường, xong rồi phải đi vòng vèo thì mới tới được chỗ lên xe buýt đó. Mất thời gian lắm luôn. Đó, nhiều khi còn bị kẹt lại ngay đường tàu do có tàu chạy qua nữa. Nên mấy lúc mà đi trễ á, là mình chỉ ước mình có thể bay được thôi. Xong rồi, nhiều người xếp hàng như thế này, không biết là mình có kịp lên cái chuyến buýt này không đâu. Chán ghê. Đợi một lúc thì xe buýt cũng tới rồi, nhưng mà mình sắp trễ học rồi mọi người ơi. Còn 5 phút nữa là tới giờ vô học, nhưng mà mình vẫn còn đang ngồi trên xe buýt nè. Cái tội lề mà nhìn mặt con mèo y chang như tâm trạng của mình lúc đó luôn á. Đây thì bây giờ mình sẽ học ở tòa nhà phía đằng này. Còn 2 phút nữa mới tới giờ vào. Hơn là cuối cùng vẫn kịp. Yeah, yeah. Không có bị trễ. Trường mình á thì đây, quay một vòng trường cho mọi người xem. Tí nữa tan học thì mình sẽ quay kỹ hơn. Bây giờ thì phải đi nhanh tới lớp thôi, tại vì lớp mình ở tầng 5 lận. Còn phải đi thang máy lên nữa. Nhưng mà cô này cô cũng dễ đó, cho nên là vào đúng giờ, sát giờ, tí xíu cũng học sao. Nói vậy thôi chứ cũng chạy nhanh lên lớp cho kịp giờ, tại vì vô trễ á, ai cũng nhìn mắc cỡ lắm. Ok la, trèo đèo vượt suối thì cuối cùng cũng vào được lớp rồi. Ngồi được xuống chỗ ngồi mới thấy nhẹ nhõm, thở một cái phào luôn á. Nè, xịn chưa? Đây là laptop mà trường trang bị cho chứ không phải mình tự đem theo đâu. Tại vì tiết học này cần tra nhiều thông tin nếu như mà không hiểu á. Nó là môn học Zemi, là môn quan trọng của mình ở trong trường đại học, cho nên là sẽ phải tập trung. Lúc ngồi học á, mình cứ để máy quay vậy thôi á, nên là mấy bạn ngồi phía sau mình chắc là nghĩ mình kỳ lạ lắm, tại có ai vừa học mà vừa quay phim đâu. Còn đây, đây là màn hình mà cô giảng bài hoặc là ai thuyết trình á, thì sẽ chiếu lên trên cái màn hình này để mà mình học.
rất là phù hợp cho một đứa bị cận nhưng mà chưa đi đo độ như mình. Tại vì có môn á, thầy viết cái gì trên bảng mình cũng không nhìn thấy một chữ nào luôn, toàn phải mở camera lên chụp hình lại xong phóng to lên mà nhìn. Chắc mọi người cũng biết là khi học đại học á, thì môi trường của nó rất là tự do. Mình thích học cái gì thì học, muốn học bao nhiêu thì học, mình thu nhận được bao nhiêu lượng kiến thức là do bản thân mình quyết định á. Cho nên là lúc mà ngồi học thì mình có thể vừa nghe thuyết trình, vừa tìm hiểu, vừa mày mò. Nói chung là học được cái gì là do bản thân mình hết á, chứ không có thầy cô nào mà bắt ép mình hay là ràng buộc là em phải biết cái này, em phải biết cái kia. Mình biết cái gì là do mình tự chọn lọc mà học thôi. Hello mọi người, dây cuối cùng thì mình cũng học xong rồi. Bây giờ là 4:30 này, trời vẫn còn nắng đẹp ha. Trường mình nha, vào mùa xuân á, ở đây là cây hoa anh đào nè. Ui, hoa anh đào nở siêu đẹp luôn. Nhưng mà cái lúc đó mình mới vào cho nên là cũng không có quay. Đây là phòng ăn. Nhưng mà ở dưới tầng B1 á, thì sẽ là shopping cửa Santa. Bây giờ mình sẽ đi xuống dưới đó để mà mua sách. Đây, nhìn nó hơi tối thui âm u tí ha. Ủa nhưng mà hôm nay shopping cửa Santa có mở không ta? Thứ sáu. À, chết rồi, đóng cửa rồi, chỉ mở đến 16:30 thôi. Đây thì thôi, sẵn quay cho mọi người xem nhà ăn, phòng ăn. Mặc dù là bây giờ người ta đã đóng rồi, đã không có còn bán nữa rồi, nhưng mà đây, nếu như mà học buổi trưa thì có thể ăn trưa hoặc là ăn sáng ở đây. Trường mình cũng có 7-Eleven nhưng mà nó chỉ mở cửa đến 3:00 thôi hay sao á. Đây, đúng rồi, 7-Eleven nhưng mà nó chỉ mở từ 9:00 tới 3:00 thôi. Bây giờ nó đóng cửa mất tiêu rồi. Đó, nói chung là bây giờ cũng không ăn uống gì được nên là mình sẽ đi về. Đây, chỗ chờ xe buýt. Ui ui, xe buýt tới. Chạy ra cho kịp. Bây giờ mình đang ngồi trên xe buýt, mình sẽ quay cho mọi người xem đoạn đường từ trường mình ra ga tàu điện. Đó, chiếc xe buýt phía trước cũng là xe của trường mình luôn á. Find the one you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. I'll take a hit and still finish in one, yeah, yeah. Sau khi xuống xe buýt thì nhìn phía bên kia là ga tàu điện. Ở chỗ này có hoa cải vàng đẹp lắm luôn nè. Hôm trước nó nở rộ lên, đẹp ơi là đẹp luôn. Nhưng mà tiếc là hôm đó mình không có quay phim. Ui, đây có hoa dại nè. Từ chỗ bến xe buýt đó, mình phải đi bộ khoảng 3 phút, 5 phút gì đó thì mới đến ga tàu điện. Đi học nó hơi gian nan tí xíu, nhưng mà dần dần sẽ thành quen. Mặc dù là một tuần mình lên trường có 1-2 hôm thôi. Mọi người biết không, mình phải kiểu vượt qua bao nhiêu ánh nhìn của mọi người để mà quay vlog á. Tại vì ai mà thấy mình cầm máy quay á cũng nhìn. Xong rồi mình thì ngại,
Nhưng mà thôi, ráng chịu để có cái lưu giữ lại với lại có cái cho mọi người xem. Nè, đây là bảng tên của trường đại học của mình. Thì ở đây có chỉ đường từ ga tàu điện để mà đi đến bến xe buýt đó. Mình cứ đi theo dòng người thôi, mình thấy mọi người đi hướng nào mình đi theo hướng đó là mình biết thôi. Bây giờ mình đang đi ăn, ăn nhẹ thôi. Nhẹ. Đây là khu trung tâm thương mại ở ngay ga nhà mình. Quay qua đây không quay chính chị kia. Ga nhà mình á, cái gì cũng có luôn. Mà mọi người biết tại sao mà mình chọn chỗ này để mà dọn về không? Cái điểm mà thu hút mình nhất để dọn về đây đó là ở đây có Gongcha đó mọi người. Tí nữa mình sẽ đi mua Gongcha cho mọi người xem. Trời, hồi trước mỗi lần mà muốn uống Gongcha là phải đi mấy cái ga lớn mới có. Thì ga nhà mình bây giờ nó cũng lớn cho nên là có Gongcha. Mình gọi món xong rồi bây giờ chờ đồ ăn ra thôi, đói quá chừng. Mặc dù hồi trưa trước khi đi học là đã ăn một phần bánh mì cà ri rồi đó nha. Đây là phần ăn nhẹ của mình với mọi người. Đây, zoom vào đây cho mọi người xem. Cái này là karage. Với mấy cái này là mấy cái ăn kèm theo cái set của nó. Bỏ vào. Đây, bây giờ mình đang ở Muji. Bây giờ đi Muji để mà mua thùng rác cho nhà mình. Tại vì là vì lười á, cho nên là từ lúc dọn về tới giờ mình cứ để rác ở trong túi rác thôi, chứ có mua thùng. Nhìn nó hơi bừa với lại hơi mất thẩm mỹ. Hôm nay quyết định là đi mua thùng rác cho nhà. Ngại dễ sợ luôn á. Đây, thùng rác mà mình vừa mua trong Muji xong. Nhưng mà tại vì là không có túi, quên đem túi cho nên là bây giờ sẽ làm một vòng cầm thùng rác đi khắp thế gian để mà mang thùng rác này về. Mắc thở luôn. Mình đang xếp hàng mua Gongcha. Mọi người coi nè. Cái hàng nó dài từ ở phía bên ngoài này, xong rồi vòng một cái cua qua tới phía bên cửa đó mới vô đến chỗ mua Gongcha. Hay mình đã xếp hàng đến cửa rồi, mình sẽ vào mua. Sau một buổi chiều lăn lộn thì mình đã về nhà với lại bé Cún với lại bé Mon. Ban đầu mình không có nhớ là mình có một cái thẻ tích điểm mà mình đã tích đầy hết mấy phiếu, tích đầy hết mấy ô trong này. Xong thì mình được một ly miễn phí nhưng mà mình không có biết. Thế là lúc mà mình gọi món xong hết rồi, mình lấy phiếu ra để mà cho chị đó đóng dấu vào thì mới phát hiện ra là phiếu của mình đã đầy rồi và mình đã có một ly Mirio, một ly miễn phí. Ban đầu mình gọi mà cha Miracle Tea size M thôi, nhưng mà nhờ cái phiếu đó nên là mình up size lên, mình đổi được thành size L, size lớn và có 3 topping miễn phí. Mình đã mua trân châu Natade Coco là kiểu thạch dừa mà kiểu nó dai dai á, nhai rất là đã miệng luôn. Với lại là lô hội nha đam Aroe đó. Thì không nói nhiều nữa, mình sẽ uống thôi. Đáng ra là hôm nay chỉ định uống ly nhỏ thôi, nhưng mà dòng đời đưa đẩy, số phận đẩy đưa thì cuối cùng mua được size lớn mà còn không mất tiền nữa, không tốn tiền nữa, nên thôi mình sẽ uống mặc dù là mình biết là mình sẽ béo ụ lên. Bây giờ sẽ uống để cho bạn nào mà đang xem đến đoạn này có động lực đi mua trà sữa uống giống mình. Mập thì mập chung ha. Ngon lắm luôn á. Trời ơi, thiệt là lâu lắm thì mình mới uống trà sữa. Lâu lắm luôn á. Đến nỗi mà có phiếu miễn phí mà mình còn không biết luôn là mọi người hiểu rồi đó. Thật ra thì mình cũng không thấy thèm lắm. Tại vì hôm nay muốn cho mọi người xem á, muốn cho mọi người biết là nhà mình có Gongcha nên mình mới ghé mua thôi. Có được ly to ức hự vậy nè mà không mất tiền. Đó, thì chủ yếu là khoe thôi, khoe nhà mình có Gongcha thôi. Dạo gần đây á, mình tẩy trang bằng sữa chứ không có dùng nhiều bông tẩy trang.
với lại là giấy tẩy trang nữa. Mình nói là mình không có dùng dầu tẩy trang từ đó đến giờ luôn, tại mình nghĩ là da mình không có hợp với dầu. Thì tự nhiên hôm nọ đi dạo dạo mấy cái cửa hàng mỹ phẩm á, thì mình thấy là có cái loại này là sữa tẩy trang chứ không phải là dầu tẩy trang, mà nó ghi là chỉ bằng một bước này là có thể tẩy sạch hết luôn mà không có cần double cleansing. Thật ra mình vẫn double cleansing thôi, nhưng mà mình lười á. Với lại là mình nghĩ là khi mà mình dùng sữa mình massage như thế này á thì sẽ ít tạo lực lên da của mình, thì da của mình nó sẽ không có bị chảy xệ hay là bị lão hóa nhanh. Rồi tẩy thế này thôi rồi rửa lại, mình cứ vậy thôi á. Rồi vô skin care đây để khoe chai này, này không phải quảng cáo nha, này mình xài gì thì mình nói đó. Đây cái chai này của gì, Baradu. Mọi người thấy mắt mình sưng chùm bụp lên không? Tại vì mình mới vừa khóc một trận xong, lý do là coi phim khóc khổ quá. Bạn mình á chọc mình là coi phim hài cũng khóc, phim tình cảm cũng khóc, phim buồn cũng khóc, phim ma cũng khóc, phim quỷ cũng khóc, coi phim gì cũng khóc hết á. Mà thì sợ là mình kiểu cái kiểu người nhạy cảm á mọi người. Mình cảm thấy cái điểm này mình rất là giống mẹ mình luôn. Tại vì hồi xưa á nha, ở nhà thì hay coi, mẹ hay coi phim Việt Nam ở trên TV á, xong cái mình thì nằm kế bên học bài hay là làm gì đó, đoạn nào mà kiểu có thể lấy nước mắt người xem á, mình chỉ cần liếc qua mẹ mình cái thôi là mẹ mình đang kiểu ròng ròng, hai hàng nước mắt chảy ròng ròng luôn đó. Thì cái này là mình thừa hưởng từ mẹ mình. Lâu lâu mình rửa mắt một tí thì cũng không sao. Ở bình thường mọi người biết không, bây giờ học online trên mạng á, học online ở trường đại học của mình á, thì nó không phải như kiểu hồi xưa mà học online ở trường Simon. Trường Simon là kiểu đúng giờ đó là phải vào Zoom để mà học, nếu như mà vào trễ thì sẽ bị tính như là đi học trễ, đúng không đó. Còn bây giờ mình học á là chủ yếu đa số là các thầy cô sẽ gửi file tài liệu. Ôi, giờ này mà tao còn chạy á, 12:30 hơn rồi, sao mở nắp cũng được ta. Đợi tàu đi qua cái nhà mình đó, mọi người thấy không, đợi tàu lướt qua sau lưng mình đó. Đó thì chủ yếu là thầy cô sẽ gửi file tài liệu, file PDF hoặc là file PowerPoint. Mình tự xem tài liệu xong thì mình sẽ làm một cái bài kiểu giống như là bài báo cáo á, là mình đã học được những cái gì từ tài liệu mà thầy cô gửi á, rồi mình gửi lại cho thầy cô là mình sẽ được tính như là mình đã tham gia cái buổi học đó. Để mình đập cái serum lên mặt mình cái rồi mình cho mọi người xem. Mình phải làm một cái tờ giấy note ghi là môn nào thì hạn nộp bài là khi nào. Cái nào mà dễ thì mình làm liền, còn cái nào mà khó thì mình sẽ chừa lại đó, rồi mình trả nợ từ từ. Đây mình sẽ phải ghi ra hết là môn nào thì là ngày nào là phải nộp, mấy giờ là hạn cuối đó, ghi cái này là hạn cuối. Thì đúng cái hạn này, à không, nói chung là trước thời hạn thôi là mình cứ nộp là được, là sẽ được tính như là có đi học cái ngày hôm đó. Bây giờ trước khi đi ngủ thì mình sẽ phải nộp một cái bài tập, hạn cuối là ngày mai lúc 23:59, nhưng mà ngày mai 22 giờ là 10 giờ tối mới tan làm, thì sợ là không kịp, cho nên là bây giờ sẽ phải làm để nộp luôn. Học mấy này nhiều cái khó hiểu lắm, giống như là học về kiểu lịch sử Nhật Bản á, đọc tài liệu thôi là đã xoắn hết cả não rồi. Đã chọn rồi, chọn mấy môn này rồi thì phải học cho tới cùng thôi. Thầy cô dạy gì thì mình học đến đó, cũng là những cái mà mình chưa biết nên là mình mới thấy khó, chứ cái nào mà mình biết rồi thì mình sẽ thấy nó dễ. Đó thì mình sẽ biến cái khó thành cái dễ, từ việc là biến cái không biết thành cái mình biết, mặc dù là quá khó hiểu. Thật, mình nói thì nói hay vậy thôi, chứ thiệt sự là nhiều khi mà mình thấy mình không hiểu được á, cái thôi mình cho qua luôn, bỏ qua luôn, khó quá cho qua là vậy á. Xong được bài của môn này rồi, mình sẽ gặp nó đi. Đó. Rồi,
bây giờ tắt máy đi ngủ thôi. Rồi, vậy là vlog đi học đến đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người đã xem đến cuối video và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Cảm ơn mọi người nhiều lắm. Bye bye. Chúc ngủ ngon.